Xin chào tất cả mọi người nha. Tay cả xe lại bên quán xe ga chuyên cái dòng xe SH Vision Everest, chuyên các dòng xe ga các loại nha. Địa chỉ ở 237 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương ạ. Hiện tại cửa hàng đang về rất là nhiều SH, chỉ cầm xung quanh hơn 50 triệu là có SH rồi ạ. SH về đang về rất là nhiều xe nha. Xin chào Dũng Trần nha. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe SH, cả đang có xe từ hơn 50 triệu là có SH rồi ạ. Từ đời 2014 cho đến đời 2022. Xin chào Thông Trịnh Duy nha. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để lại bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe like chi tiết cụ thể để mọi người tham khảo ạ. Dũng Trần ơi, X2019 này 2020 cả hàng có nhiều xe nhá. Xung quanh 34 35 triệu là có xe rồi ạ. Lát nhân viên cửa sẽ gửi đường link chi tiết để cho mọi người tham khảo ạ. Chào Đăng Khoa nha, chào Minh Quý nha. Xin chào Lâm Anh ạ. Dạ. Em bảo em gọi em bảo hỏi xong sẽ báo lại chị ạ. Chắc phải là tầm chiều hoặc là mai mới có đăng ký về chị ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. SH nhập đời 2010 cả đang có con này nha. 138.500.000. 150. Xin chào Hương Giang nha. Lát nhân viên cả sẽ gửi đường link chi tiết cụ thể con SH nhập cho Thông Trịnh Duy xem nha. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào có thể bình luận dòng xe mình quan tâm, cần xe like chi tiết cụ thể để mọi người tham khảo nha. Xin chào Khanh Xuân nha. Xe và đất cả đang có rất là nhiều xe ạ. Từ xung quanh 30 triệu là có Evernest đời 2016 ạ. Platform dáng đời mới 2022 và nó có xe nha. 39.800.000 đời 2022, xe chạy 900 cây ạ. Xe gần như mới nha. Xin chào Lê Thành nha. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào có để bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe like chi tiết cụ thể cho các bạn tham khảo ạ. Xin chào Hoàng Quân nha. Vision G đang có 2 xe ạ. Một xe đời 2018. Đời 2018. Xin chào Long Nghi nha. Còn một con đời 2020, 30.900.000. Đời 2020 nha. Xin chào Trường Giang ạ. Chào Thành Trung nha. Cửa hàng xe máy Đức Kiên mua bán trao đổi tất cả dòng xe cũ mới ạ. SH 150 cả có xe từ đời 2014 là có một SH 150 59.800.000 một cái SH 150 ạ. Lam Anh ơi, SH 150 cả đang có rất là nhiều xe từ đời 2014 đến đời 2022 cả đều có xe nha. Lát nhân viên cả sẽ gửi đường link chi tiết SH 150 để cho bạn tham khảo nha. Và xe máy Đức Kiên mua bán trao đổi tất cả các loại xe cũ mới. Địa chỉ 237 chuyên dòng xe ga các loại. Địa chỉ 238 chuyên dòng xe mới. Xe 50cc dành cho học sinh sinh viên ạ. Và địa chỉ 289 chuyên dòng xe côn xe số. Mọi người qua cửa hàng để tham khảo
đi thử chạy thử để cảm nhận chất xe nha. Thật biển càng có hỗ trợ mua xe trả góp, thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần có chứng minh thư hoặc căn cước công dân là được hỗ trợ rồi ạ. Bây giờ Dũng lên nhờ. Cái hát form đời 2014, 15 khả năng có rất là nhiều ạ. Chỉ tầm xung quanh 53, 54 chợ có xe rồi ạ. Đời 2016 tầm 59, 60 triệu là có xe. Form dáng SH đời 2017 tầm xung quanh hơn 70 triệu là có xe rồi ạ. Một người qua càng ở 237, địa chỉ 237, 238, 200 và 289 Ngô Quyền để tham khảo xe nha. Người đang về rất là nhiều xe ạ. Alo ạ. Cái em bên cả xe máy đích kia ạ. Dạ. Ký xe chị tên là gì ạ? À, chị ơi, cái đăng ký xe nhà em sẽ báo khách là khi nào có thì em sẽ gọi cho khách ạ. Vâng vâng. Dạ vâng. À có nhà em sẽ alo cho báo chị luôn đấy ạ. Dạ vâng vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Hiện tại khả năng là bên quán xe ga. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe ga cứ để lại bình luận dòng xe mình quan tâm và sẽ like chi tiết cụ thể nha. Vision khả năng có rất là nhiều xe. Đấy 2018 đến 2020 khả năng có xe ạ. Đặc biệt càng có sợ thủ tục sang tên đổi chủ đối với khách ở tỉnh ngoài nha. Cả khách ở tỉnh ngoài còn đều hỗ trợ thủ tục sang tên nữa. Mọi người qua gà để xem xe, đi thử chạy thử để cảm nhận chất xe nha. Tất cả xe mua tại gà xe máy Đức Kiên đều được bảo hành tuyệt đối với chất lượng xe. Bảo hành máy nguyên, chất, xe không tai nạn, đâm đụng, không mất nước ạ. Xin chào quốc khách nha. SH cả đang vé rất là nhiều xe, giá rất hợp lý ạ. Chỉ xung quanh hơn 50 triệu là có xe rồi ạ. Qua gà xem xe SH được giảm ngay từ 500 đến 1 triệu khi mua xe nhỉ. Chào Hoàng Quân nha. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào vậy ạ? Bạn này mình đoạn dòng xe mình quan tâm cả sẽ like chi tiết cụ thể nha. Dòng xe mới như Vision, Everest, Vinex, Exciter cả đang về rất là nhiều xe rồi ạ. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe mới qua địa chỉ 238 Ngô Quyền tham khảo xe nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài live hôm nay. Hẹn mọi người bài live sau nha.